Mình đã móc đến cụm bông lúa bắt đầu. Lúc này chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn ngoặc trước, một mũi nữa kép giữa hai bông lúa. Một mũi kép ngoặc trước. Sau đó các bạn tiến hành cắt sợi cho mình. Chúng ta kéo sợi qua. Sau đó các bạn đâm kim vào mũi kép ở đây, mũi 3 xích này, mũi kép này. Rồi, các bạn kéo cái sợi này qua. Rồi đâm kim vào phần giữa của mũi kép ngoặc trước cuối cùng giữa hai sợi này. Đưa sợi qua. Chúng ta được một mũi giã kết thúc như thế này. Nó sẽ trùm lên cái phần 3 xích làm giã như là một mũi kép. Như vậy mình đã móc xong hàng số 13. Sau khi móc các bạn sẽ được phần hoa văn như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hàng số 14. Ở hàng này các bạn sẽ đổi sang màu tím đậm cho mình. Các bạn sẽ chèn kim vào khoảng không 2 xích bất kỳ, ở đâu cũng được hết á. Sau đó chèn sợi vào. Tiếp theo các bạn lên 2 xích. Coi như đây là một mũi kép bắt đầu. Rồi sau đó lấy sợi vào kim và đâm vào chân này. Móc cho mình mũi kép thứ hai. Như vậy các bạn có hai mũi kép cùng chung một chân như thế này. Các bạn dùng cái đánh dấu, chúng ta sẽ đánh dấu mũi kép thứ hai này lại. Sau đó các bạn lên 2 xích. 1 xích. 2 xích. Hãy đâm kim vào cái khoảng không này và móc cho mình hai mũi kép. Một mũi. Hai mũi. Tiếp theo đến hai mũi kép ở trong cụm này và một mũi kép ngoặc trước ở hàng dưới, các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi kép ngoặc sau cho mình. Một mũi này. Hai mũi. Và mũi thứ ba là ở chân mũi kép ngoặc trước. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình một xích. Các bạn bỏ qua chân nửa kép, bỏ qua mũi đơn ngoặc trước, bỏ qua cái xích ở cụm hoa hoa nhỏ đây, cụm lúa nhỏ đây. Rồi, qua bên này. Các bạn cũng bỏ qua mũi đơn ngoặc trước. Bỏ qua mũi nửa kép, đâm kim vào mũi kép ngoặc trước này. Móc cho mình một mũi kép ngoặc sau. Đây. Tiếp theo đến hai mũi kép này, mỗi chân các bạn cũng móc cho mình một mũi kép ngoặc sau. Chúng ta có 3 mũi kép ngoặc sau liên tục. Rồi đến cụm 2 xích. Các bạn tiếp tục móc tương tự bên kia, móc cho mình hai mũi kép vào đây. Sau đó 2 xích. Rồi lại hai mũi kép vào trong cái chân vừa móc.
Tiếp theo đến hai mũi kép và mũi kép ngoặc trước ở hàng dưới, chúng ta móc vào đây 3 mũi kép ngoặc sau liên tục, mỗi chân một mũi. Đây các bạn sẽ có cụm hoa văn như thế này. Sau đó các bạn lên một xích, tiếp tục móc qua bên này 3 mũi kép ngoặc sau liên tục vào 3 chân. Trong cụm này lại móc hai kép, hai xích và hai kép. Rồi lại 3 mũi kép ngoặc sau. Sau đó lên một xích. Rồi, các bạn cứ lặp lại hoa văn như vậy cho đến khi hết hàng số 14 này nhé. Đến cuối hàng 14 chúng ta sẽ kết thúc bằng 3 mũi kép ngoặc sau. Sau đó các bạn sẽ tiến hành cắt sợi cho mình. Và chúng ta kéo sợi qua. Lúc này các bạn sẽ tháo cái mũi đánh dấu này. Các bạn sẽ kết thúc bằng một mũi móc giã bằng cách đâm kim vào cái mũi đánh dấu. Sau đó kéo sợi qua. Rồi các bạn đâm kim vào mũi kép ngoặc sau cuối cùng này, đâm vào giữa hai sợi, chúng ta kéo cái sợi này qua giữa hai sợi này. Như vậy chúng ta đã kết thúc một hàng mũi giã để giã mũi đơn để kết thúc hàng 14. Đây là phần hoa văn sau khi các bạn móc xong. Bây giờ các bạn sẽ móc hàng 15. Ở hàng 15 các bạn sẽ tiến hành đổi sang màu trắng cho mình. Đây chúng ta sẽ bắt đầu móc vào cái vị trí mũi kép mà khi nãy chúng ta đánh dấu đây, là mũi kép thứ hai. Đâm kim từ phía sau như thế này. Sau đó chúng ta chèn sợi màu trắng vào. Chúng ta có hai sợi bỏ này, hai sợi này chúng ta sẽ để lên kim để tiến hành giấu sợi. Các bạn sẽ móc cho mình hai xích, một xích, hai xích. Sau đó ở cạnh bên này các bạn có mũi kép ở đây, chúng ta sẽ móc một mũi đơn ngoặc sau. Mũi kép thứ hai các bạn cũng sẽ móc một mũi đơn ngoặc sau. Chân thứ ba là một mũi kép ngoặc sau ở hàng dưới, các bạn cũng móc vào đây một mũi đơn ngoặc sau. Rồi, mũi kép ngoặc sau thứ tư, các bạn móc một mũi đơn ngoặc sau vào.
Chúng ta có 4 mũi đơn ngoặc sau tất cả. Đây, ở mặt trước nó sẽ như thế này. Rồi tiếp theo, các bạn sẽ lên cho mình một xích. Ở hàng số 15, các bạn có một xích giữa hai bông lúa nhỏ. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một bông lúa lớn, có nghĩa chúng ta kéo sợi 5 lần, một lần này. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Các bạn sẽ có 11 sợi trên kim. Chúng ta kéo hết qua 11 sợi này. Lên một xích để kết thúc phần bông lúa lớn. Đây. Sau đó các bạn tiếp tục móc lên một xích. Ở đây các bạn sẽ có một mũi kép ngoặc sau ở hàng trước này, chúng ta bỏ qua này. Rồi bỏ qua một xích ở đây. Rồi bỏ qua một mũi kép ngoặc sau ở cụm mới bên này. Các bạn sẽ móc vào mũi kép ngoặc sau thứ hai ở cụm mới. Móc vào đây một mũi đơn ngoặc sau. Rồi ba chân còn lại đây các bạn cũng móc mỗi chân một mũi đơn ngoặc sau. Đây, tổng cộng ở đây các bạn sẽ có 4 mũi đơn ngoặc sau như thế này. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình hai xích. Bỏ qua hai xích ở đây, chúng ta để đâm kim vào. Mũi kép tiếp theo, móc mũi đơn ngoặc sau. Móc 4 mũi liên tiếp. Tiếp theo các bạn lại lên một xích. Rồi chúng ta đâm kim vào xích màu hồng ở đây và móc một mũi bông lúa lớn là lấy sợi 5 lần. Xong phần bông lúa, các bạn lên một xích. Ra lại đến hoa văn bên này, bỏ qua mũi kép ngoặc sau đầu tiên. Đâm kim vào mũi thứ hai, móc một mũi đơn cạnh sau, à ngoặc sau. Rồi, móc tiếp 3 mũi đơn ngoặc sau như vậy nữa. Sau đó lên hai xích. Các bạn tiếp tục lặp lại, qua bên này móc 4 mũi đơn ngoặc sau liên tục. Sau đó lên một xích. Rồi các bạn lại tiếp tục móc cụm bông lúa lớn vào đây. Xong rồi lên một xích rồi móc 5 à móc 4 mũi đơn cạnh sau. Như cái phần bên này rồi lại lên hai xích. Lặp lại như vậy. Thì cái phần hoa văn hàng số 15 là như thế này. Đến cuối hàng các bạn sẽ được tấm móc như sau. Đây, đến cuối hàng 15 rồi nha các bạn. Chúng ta bỏ qua chân này, móc vào chân tiếp theo. Một mũi đơn ngoặc sau này. Chân tiếp theo. Một mũi đơn ngoặc sau. Chân tiếp theo.
một mũi rơi ngoặc sau. Như vậy chúng ta đã móc đến cái điểm bắt đầu, các bạn cắt sợi cho mình. Chúng ta kéo qua và sau đó các bạn đâm kim vào hai xích ở đây. Lấy sợi qua. Sau đó đâm kim vào mũi đơn ngoặc sau cuối cùng giữa hai sợi như thế này. Kéo sợi qua. Đấy, như vậy mình đã kết thúc hàng số 15. Các bạn sẽ có phần hoa văn như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc hàng 16, cũng là hàng cuối cùng chúng ta móc bằng màu tím đậm nhé. Để móc hàng 16 này, các bạn sẽ đâm kim vào bất cứ khoảng không hai xích nào của hàng 15. Đây, mình sẽ đâm kim vào đây. Chèn sợi vào. Sau đó chúng ta lên hai xích. Đây tương tự là một mũi kép. Rồi các bạn lấy sợi vào kim, đâm vào khoảng không này móc một mũi kép thứ hai cho mình. Sau đó các bạn sẽ lên 3 xích. Rồi đâm kim vào đầu mũi kép thứ hai như thế này. Kéo sợi qua, chúng ta móc một mũi trượt. Tạo thành một mũi bông dâu như thế này. Sau đó tiếp tục móc hai mũi kép vào trong khoảng không. Như vậy ở phần hai xích này, khoảng không hai xích các bạn có hai kép, một bông dâu và hai kép. Tiếp theo đến 4 mũi đơn ngoặc sau của hàng số 15 đây. Các bạn móc mỗi chân này một mũi kép ngoặc sau. Một mũi. Hai mũi. Ba mũi. Mũi cuối cùng. Tiếp theo các bạn bỏ qua cái xích, bỏ qua bông lụa lớn và bỏ qua xích bên này. Tiếp tục móc qua bên này trên 4 mũi đơn ngoặc sau là 4 mũi kép ngoặc sau. Đây, mình đã móc xong 4 mũi kép ngoặc sau. Tiếp theo là đến phần khoảng không 2 xích màu trắng này. Các bạn sẽ móc vào đây 2 kép. Lên 3 xích để móc bông dâu. Mũi trượt qua đầu mũi kép này. Sau đó móc tiếp hai mũi kép vào khoảng không.
Tiếp tục móc 4 mũi kép ngoặc sau vào 4 mũi đơn ngoặc sau của hàng dưới. Đây. Các bạn sẽ có phần hoa văn của hàng 16 như thế này. Các bạn tiếp tục lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng 16, sau khi móc 4 mũi kép ngoặc sau, các bạn sẽ tiến hành cắt sợi cho mình. Sau đó chúng ta kéo sợi qua và các bạn cũng đâm kim vào mũi kép thứ hai để tiến hành giấu sợi. Rồi đâm kim về giữa hai sợi của mũi kép ngoặc sau cuối cùng. Đây. Như vậy mình đã kết thúc hàng số 16. Sau khi kết thúc xong thì đây là phần hoa văn mà các bạn sẽ có. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc phần thân bên trong. Để móc phần thân bên trong thì các bạn có thể lựa chọn màu hồng hoặc màu tím hoặc nền màu trắng tùy các bạn nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng màu tím để móc cái phần thân này. Đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình 4 xích. 1 2 3 4. Sau đó các bạn bỏ qua 3 xích, 1 2 3, đâm kim vào xích thứ tư tính từ kim hay còn gọi là xích đầu tiên và móc vào đây cho mình 14 mũi kép. Đây mình đã móc xong 14 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Tính cả 3 xích các bạn lên ban đầu. Đây. Thì các bạn đã có 15 mũi kép cùng chung một chân. Sau đó các bạn đâm kim vào mũi xích thứ 3. Và chúng ta móc một mũi trượt để kết thúc hàng đầu tiên. Các bạn lên 3 xích để lên hàng số 2. Sau đó các bạn lấy sợi vào kim mà chúng ta đâm kim vào chân mà các bạn lên 3 xích này. Móc vào đây một mũi kép nữa. Tính cả 3 xích vừa lên các bạn sẽ có 2 mũi kép cùng chung một chân. Tiếp theo các bạn đâm kim vào chân thứ kép bên cạnh. Móc cho mình 2 mũi kép cùng chung một chân vào đây. Chân thứ 3 cũng tương tự, 2 mũi kép cùng chung một chân. Các bạn cứ lặp lại 2 mũi kép cùng chung một chân như thế này cho đến khi hết hàng số 2 này nhé.
Đây là mũi cuối cùng của hàng 2. Chúng ta móc vào đây hai mũi kép. Sau đó móc mũi trượt vào xích thứ ba để kết thúc hàng này. Sau khi xong hàng số 2, các bạn sẽ có tổng cộng 30 mũi kép. Bây giờ chúng ta sẽ lên 3 xích để lên hàng số 3. Chân đầu tiên, mũi kép đầu tiên chính là chân mà các bạn móc mũi trượt đây. Chúng ta sẽ móc lên 3 xích tương ứng với một mũi kép như vậy thôi. Đến chân tiếp theo, chân này, chúng ta sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình hai mũi kép cùng chung một chân. Cộng một mũi kép vào một chân và hai mũi kép cùng chung một chân cho đến khi hết hàng số 3 này. Đây mình sẽ đánh dấu cụm cho các bạn dễ nhìn nhé. Chân đầu tiên chúng ta sẽ móc một mũi kép. Chân thứ hai chúng ta sẽ móc hai mũi kép cùng chung một chân. Đây. Rồi các bạn tiếp tục lặp lại như vậy. Chân đầu tiên một mũi kép. Chân thứ hai hai mũi kép. Thêm một chân vào mũi này nữa để kết thúc hàng số 3. Sau đó các bạn đâm kim vào mũi xích thứ ba, móc một mũi trượt. Sau khi kết thúc hàng này, các bạn sẽ có tổng cộng 45 mũi kép. Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng số 4. Các bạn tiếp tục lên 3 xích cho mình. Chân đầu tiên chính là chân mũi trượt này, chúng ta đã móc một mũi kép. Đến chân thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình hai mũi kép cùng chung một chân. Rồi đến chân thứ ba, các bạn sẽ móc vào đây một mũi kép. Như vậy các bạn có cụm một mũi kép vào một chân, hai mũi kép vào một chân và một mũi kép vào một chân. Lặp lại cái cụm này cho đến khi hết hàng. Mình sẽ đánh dấu cái cụm cho các bạn dễ nhìn nhé. Đây là một cụm này. Rồi, chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép. Chân thứ hai, hai mũi kép cùng chung một chân. Chân thứ ba một mũi kép. Đây, chúng ta đã xong một cụm. Lặp lại như vậy. Rồi đây là một cụm. Đấy, các bạn cứ lặp lại như thế này nhé. Đến cuối hàng 4 các bạn cũng móc mũi trượt vào xích thứ 3. Sau
Sau khi móc xong hàng này thì các bạn sẽ được tấm móc 15, à xin lỗi các bạn, 60 mũi kép như thế này. Bây giờ các bạn sẽ lên hàng 5. Chúng ta sẽ lên 3 xích. 1 2 3. Rồi chân thứ hai, chân đầu tiên chính là chân các bạn móc mũi trượt và lên 3 xích, chúng ta tính là một mũi kép rồi. Chân thứ hai là chân này, các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép. Rồi chân tiếp theo, chân thứ ba các bạn cũng móc cho mình một mũi kép. Chân thứ tư các bạn sẽ móc hai mũi kép cùng chung một chân. Chúng ta sẽ có cụm 3 mũi kép liên tục, 1 này, 2 này, 3 này và hai mũi kép cùng chung một chân. Lặp lại cụm này cho đến khi hết hàng. Mình sẽ đánh dấu cụm cho các bạn dễ nhìn nhé. Đây, 3 mũi kép liên tục. 1 2 3. Sau đó hai mũi kép cùng chung một chân. Đây, xong một cụm. Lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng 5, các bạn cũng đâm kim vào xích thứ 3 và móc vào đây một mũi trượt để kết thúc hàng này. Sau khi kết thúc hàng số 5 thì các bạn sẽ được tổng cộng 75 mũi kép tất cả. Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng 6. Hàng 6 này sẽ là hàng điều chỉnh, có nghĩa là khi móc xong hàng 5 mình sẽ thấy nó hơi cong một chút, cho nên hàng 6 mình sẽ điều chỉnh cho cái tấm móc nó được phẳng hơn. Mình sẽ lên 2 xích, 1 xích, 2 xích. Chân đầu tiên là 2 xích vừa lên. Tương ứng với một mũi kép, mình lên 2 xích ở hàng này bởi vì các hàng trước mình đều lên 3 xích và cái chỗ nối này nó hơi hơi gồ lên, cho nên hàng này mình chỉ lên 2 xích thôi. Rồi sau khi lên 2 xích, tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi kép cho mình 23 lần. Đây mình đã móc xong 23 mũi kép. Tính cả 2 xích mà lên ban đầu thì chúng ta sẽ được tổng cộng 24 mũi kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rồi ở chân tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép cùng chung một chân.
Đấy. Các bạn lặp lại như vậy thêm 2 lần nữa. 24 mũi kép liên tục và tiếp theo là 2 mũi kép cùng chung một chân. Đây, vừa xong một cụm đó các bạn. Đây mình đã móc được 24 mũi kép lần thứ hai tính từ chỗ đánh dấu. Rồi chân thứ 25 mình cũng móc 2 mũi kép cùng chung một chân. Đây. Đây chính là một cụm. Tiếp theo, chúng ta sẽ còn một lần cuối cùng. Các bạn móc 24 mũi kép liên tục. Mình đã móc xong 24 mũi kép lần thứ 3 tính từ vị trí đánh dấu, chúng ta còn một mũi chưa móc. Các bạn móc 2 mũi kép vào chân này để kết thúc hàng số 6 này. Sau đó móc mũi trượt vào đầu xích thứ hai. Đây là tấm móc sau khi mình móc xong hàng 6, các bạn được tổng cộng 78 mũi kép. Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng số 7. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lên hàng số 7 nhé. Để móc hàng số 7, các bạn sẽ lên 3 xích cho mình. 3 xích này tương ứng với một mũi kép cùng chân các bạn móc mũi trượt. Sau đó các bạn móc cho mình 4 mũi kép liên tục. Tính cả mũi kép 3 xích này nữa thì chúng ta đã có 5 mũi kép. Chân thứ 6 các bạn sẽ móc 2 mũi kép cùng chung một chân. Đây là cụm mà các bạn sẽ lặp lại ở hàng số 7 này. Bây giờ mình sẽ đánh dấu cụm cho các bạn dễ nhìn nhé. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Năm mũi kép liên tục. Chân thứ 6 móc 2 mũi kép cùng chung một chân. Rồi, xong cụm. Các bạn cứ lặp lại như vậy nhé. Đến cuối hàng chúng ta sẽ móc mũi trượt vào xích thứ 3. Như vậy mình đã móc xong hàng số 7. Kết thúc hàng này các bạn sẽ có tổng cộng 91 mũi kép nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng số 8, các bạn sẽ móc như sau. Các bạn sẽ lên cho mình một xích, hai xích tương ứng với một mũi kép. Ở đây cái chỗ mà kết thúc hàng nó hơi gồ lên cho nên hàng này mình chỉ lên hai xích thôi. Sau đó mình sẽ móc chân tiếp theo một mũi kép. Rồi chân tiếp theo chúng ta cũng móc một mũi kép. Ở đây chúng ta sẽ có 3 mũi kép liên tục tính cả hai xích vừa lên. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc hai mũi kép cùng chung một chân. Một mũi. Hai mũi. Sau đó các bạn móc cho mình 3 chân tiếp theo mỗi chân một mũi kép. Đấy, các bạn sẽ có cụm như thế này. 3 mũi kép liên tục, 2 mũi kép cùng chung một chân và 3 mũi kép liên tục. Đây mình sẽ đánh dấu cụm. Lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Ở đây mỗi hàng chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này 7 à 13 lần nha các bạn. Tính cả cái ban đầu mà mình móc. Chân tiếp theo này hai mũi kép cùng chung một chân. Đây, xong cụm. Rồi ở đây mình đã móc tổng cộng 3 lần rồi. Bây giờ chúng ta móc thêm 10 lần nữa nhé. Đến cuối hàng các bạn đâm kim vào đầu xích thứ hai để kết thúc hàng này. Sau khi móc xong hàng số 8 thì các bạn sẽ được hình tròn có 104 mũi kép. Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng số 9. Ở hàng số 9 các bạn lên 3 xích cho mình. Sau đó 6 chân tiếp theo, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép. Tính cả 3 kép vừa lên chúng ta có 7 mũi kép liên tục. Chân thứ 8, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi kép cùng chung một chân. Đây là chính là cụm các bạn sẽ lặp lại 13 lần ở hàng số 9 này. 7 mũi kép liên tục và 2 mũi kép cùng chung một chân.
Các bạn lặp lại thêm 10 lần nữa để kết thúc hàng này nhé. Đây là tấm móc sau khi mình móc xong hàng số 9, các bạn sẽ có 117 mũi kép tất cả nhé. Bây giờ chúng ta sẽ móc mũi trượt để kết thúc hàng này và lên hàng số 10. Các bạn đâm kim vào đầu xích thứ 3. Lên hàng 10 các bạn sẽ lên 3 xích cho mình. 1, 2, 3. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi kép liên tục, tính cả 3 xích vừa lên là 1 mũi kép rồi. Bây giờ các bạn sẽ móc 3 mũi nữa. Đây, chân tiếp theo, chân thứ 5 các bạn sẽ móc 2 mũi kép cùng chung một chân. Sau đó chúng ta tiếp tục móc vào 4 chân, 4 mũi kép liên tục. Các bạn lặp lại cụm như thế này cho đến khi hết hàng nhé. 4 mũi kép liên tục, 2 mũi kép cùng chung một chân và 4 mũi kép liên tục. Ở đây mình sẽ đánh dấu cái cụm cho các bạn dễ theo dõi này. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Xong 4 mũi kép liên tục. Chân thứ 5 là 2 mũi kép cùng chung một chân. Rồi lại 4 mũi kép liên tục. Rồi đây là mũi kép thứ 4. Như vậy mình đã móc xong cụm lần thứ hai. Đây là một cụm. Các bạn lặp lại thêm 11 lần nữa. Đây mình đã móc xong hàng số 10 với 130 mũi kép. Bây giờ mình móc mũi trượt để kết thúc hàng này. Sau đó mình lên 3 xích. 1, 2, 3. Đây là mũi kép đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ móc thêm mỗi chân một mũi kép. 8 lần nữa. Tính cả 3 xích vừa lên chúng ta đã có 9 mũi kép liên tục. Chân thứ 10 các bạn sẽ móc 2 mũi kép cùng chung một chân.
Các bạn lặp cộng 9 mũi kép liên tục, 2 mũi kép cùng chung một chân, thêm 12 lần nữa để kết thúc hàng số 11 này. Đây mình đánh dấu cụm cho các bạn dễ nhìn nhé. Rồi, các bạn lặp thêm 11 lần nữa nhé. Đây là tấm móc, khi móc xong hàng 11, các bạn sẽ được tổng cộng 143 mũi kép. Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng số 12. Móc mũi trượt vào xích thứ 3 để kết thúc hàng 11. Lên hàng 12. Mình lên 2 xích để tương ứng với một mũi kép. Bởi vì cái phần này nó hơi gồ lên, cho nên mình không lên 3 xích như hàng dưới. Sau đó mình móc thêm 4 chân, mỗi chân một mũi kép nữa. Mình có 5 mũi kép liên tục. Sau đó chân thứ 6 mình sẽ móc 2 mũi kép cùng chung một chân. Sau đó mình móc 5 mũi kép liên tục. Như vậy hàng 12 các bạn sẽ lặp lại cụm 5 mũi kép liên tục, 2 mũi kép cùng chung một chân và 5 mũi kép liên tục 13 lần tất cả. Đây mình sẽ đánh dấu cái cụm lặp lại. Bây giờ mình sẽ lặp lại thêm một lần nữa cho các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ còn 11 lần nữa nhé. Đây là tấm móc sau khi mình móc xong hàng 12. Xong hàng này chúng ta sẽ có 156 mũi kép. Bây giờ sẽ lên hàng 13 nha các bạn. Chúng ta đâm kim vào đầu xích thứ 2 để kết thúc hàng 12. Sau đó các bạn lên 3 xích. À, các bạn lên 2 xích thôi. Ở hàng 13 này á thì mình chỉ móc mũi nửa kép thôi chứ mình không móc mũi kép này này. Cho nên chúng ta lên 2 xích và sau đó các bạn sẽ đâm kim vào 10 chân. Móc cho mình 10 mũi nửa kép.
Đây mình đã móc xong 10 mũi nửa kép, tính cả hai xích chúng ta lên ban đầu thì chúng ta sẽ có 11 mũi nửa kép liên tục. Chân thứ 12 chúng ta sẽ móc hai mũi nửa kép cùng chung một chân. Đây chính là cụm mà chúng ta sẽ lặp lại ở hàng số 13. Mình sẽ đánh dấu cụm và tiếp tục móc thêm một lần nữa cho các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ móc 11 mũi nửa kép liên tục. Rồi, xong 11 mũi kép liên tục. Chân thứ 12 chúng ta sẽ móc hai mũi kép cùng chung một chân. Các bạn lặp lại cụm như thế này thêm 11 lần nữa nhé. Ở đây sở dĩ mình sử dụng mũi nửa kép để móc cái hàng số 13 này á, bởi vì khi mình đo lên cái tấm canvas á thì nó chỉ còn một khoảng không là bằng với chiều cao của mũi nửa kép thôi. Nếu mình móc mũi kép á, thì nó sẽ to hơn tấm canvas. Cho nên là khi đến hàng 12 thì các bạn đo xem các bạn cần phải móc mũi kép hay mũi nửa kép ở hàng này để nó vừa với tấm canvas nhé. Cái này tùy tay móc mỗi người nha các bạn. Rồi sau khi móc xong hàng này thì mình sẽ tiến hành nẹp canvas.
Đến cuối hàng, sau khi các bạn nẹp xong, lúc này các bạn sẽ không móc mũi trượt để kết thúc hàng, mà chúng ta sẽ tiến hành cắt sợi. Các bạn cắt chừa một đoạn dài cho mình. Đây. Sau đó chúng ta kéo cái phần sợi này qua. Các bạn chuẩn bị kim khâu. Sau đó sẽ đâm kim vào mũi móc đầu tiên như thế này. Kéo qua. Rồi, đâm kim về ở giữa hai sợi của mũi móc cuối cùng. Rồi như vậy mình đã tiến hành nẹp canvas xong cái phần lót bên trong. Bây giờ các bạn sẽ đặt cái tấm móc hoa văn lên trên tấm móc này. Và các bạn sẽ tiến hành khâu vào trong tấm móc. Các bạn sẽ sử dụng cái kẹp này để chúng ta giữ cái tấm móc này. Đây, mình kẹp xung quanh như thế này nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đâm kim từ phía sau canvas lên phía trước và qua cái mũi râu ở trên tấm móc như thế này. Sau đó các bạn đâm kim về cũng ở vị trí này thôi. Đó, các bạn sẽ khâu dựa vào các mũi râu vào trong tấm canvas như thế này. Rồi qua bên vị trí này. Bên này các bạn đâm kim vào ô canvas ở đâu á thì qua bên này các bạn sẽ đâm ở hàng đấy luôn. Các bạn cứ khâu như vậy cho đến khi hết xung quanh cái tấm hoa văn rồi nhé. Rồi sau khi các bạn may các phần viền xung quanh này vào trong tấm móc rồi á, thì cái phần ở giữa này chúng ta cũng sẽ may vào trong tấm móc. Đây các bạn xỏ kim chỉ ở giữa cái vòng tròn này, sau đó chúng ta đâm kim vào đây.
Rồi, như vậy mình đã may xong phần hoa văn và phần thân túi. Các bạn làm tương tự với tấm còn lại nhé. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành may lót. Các bạn dùng vải. Và chỉ cùng màu với sợi để tiến hành may lót nhé. Phần may lót thì mình đã để link hướng dẫn ở trên màn hình, các bạn nhìn lên là thấy nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc phần hông túi. Ở đây phần hông túi mình sẽ sử dụng mũi kép. Mình đã móc sẵn một tấm dài như thế này. Tổng số mũi ở đây là 111 mũi nha các bạn. Và sau khi hoàn thiện xong á, có nghĩa là khi các bạn lên đủ 5 hàng 1, 2, 3, 4, 5 thì nó sẽ có chiều dài. Là khoảng 52 cm nhé. Còn độ rộng của phần đáy này là khoảng 4,5 cm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mũi kép này nhé. Ở phần đáy này mình móc 111 mũi kép. Thì các bạn sẽ lên cho mình 113 xích nhé. Bây giờ ví dụ mình muốn móc 10 mũi kép thì mình sẽ lên ở đây 12 xích. Sau khi lên 12 xích, các bạn sẽ bỏ qua 3 xích đầu tiên này, đâm kim vào xích thứ tư để móc một mũi kép. Ta lấy sợi vào kim, kéo sợi qua như thế này, chúng ta được 3 sợi trên kim, kéo qua 2 sợi, kéo qua 2 sợi được một mũi kép. Lúc này các bạn có 3 xích này, 3 xích đầu tiên ở đây thì chúng ta cũng tính đây là một mũi kép luôn. Đây là mũi kép đầu tiên và đây sẽ là mũi kép thứ hai. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục móc mỗi xích một kép. Đấy, sau khi móc xong hàng này thì các bạn sẽ có tổng cộng 10 kép này, tính cả 3 xích này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên hàng số 2, các bạn sẽ lên 3 xích cho mình. Sau đó chúng ta bỏ qua 3 xích vừa lên, bỏ qua mũi kép đầu tiên. Mũi kép này là sẽ là chân của 3 xích vừa lên và tương ứng với chân của mũi kép đầu tiên. Rồi, các bạn sẽ đâm kim vào mũi kép thứ hai. Móc vào đây cho mình một mũi kép. Tiếp tục móc mỗi chân một mũi kép. Rồi chúng ta tính cả 3 xích vừa lên thì được 9 mũi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mũi. Mũi kép thứ 10 các bạn sẽ móc vào đầu xích thứ 3 ở đây. Chúng ta còn cái xích châm của đầu xích thứ 3 ở đây. Các sẽ đâm kim và móc một mũi kép. Đấy, như vậy các bạn đã lên hàng tiếp theo và móc đủ 10 mũi kép tương tự như hàng đầu. Bây giờ mình sẽ lên hàng thêm một lần nữa cho các bạn nhé. Lên 3 xích để lên hàng. Bỏ qua 3 xích, 1, 2, 3, bỏ qua chân mũi kép đầu tiên, đâm kim vào chân tiếp theo. Đấy, các bạn cứ móc như vậy, đến cuối hàng thì móc vào cái đầu xích thứ 3 này, để móc mũi kép thứ 10. Các bạn lên tổng cộng 5 hàng. 1, 2, 3, 4, 5 hàng.
thì các bạn sẽ dừng lại. Lúc này các bạn sẽ cắt một tấm canvas có độ dài bằng độ dài của cái tấm móc này hoặc hơn một xíu cũng được. Cái này 52 cm thì các bạn cắt 53 cm. Nhưng mà vì canvas mà 53 cm thì không có, cho nên các bạn có thể cắt hai tấm ngắn rồi ghép lại với nhau nhé. Và tấm canvas khi các bạn cắt ấy, thì nó sẽ có chiều rộng tầm khoảng 5 cm. Chiều rộng của tấm móc là khoảng 4,5 cm, thì các bạn cắt tấm canvas là khoảng 5 cm nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành nẹp canvas cái phần đáy này. Đây là phần kết thúc này. Chúng ta sẽ đặt tấm canvas ở phía dưới tấm móc như thế này. Lên một xích. Sau đó các bạn quay tấm móc lại. Và các bạn cứ nẹp mỗi chân một mũi đơn cho mình. Riêng ở góc thì các bạn sẽ móc 3 mũi đơn chung một chân cho mình nhé. Đây, mặt phải của phần tấm móc nó sẽ như thế này. Sau khi các bạn nẹp đến mũi đầu tiên thì ở đây các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi đơn cộng với mũi ban đầu mà chúng ta móc, thì ở đây chúng ta sẽ có 3 mũi đơn chung chân. Sau đó các bạn lấy kéo và chúng ta cắt sợi đi. Rồi các bạn kéo cái sợi qua như thế này. Lấy kim. Các bạn đâm kim vào mũi đơn đầu tiên. Kéo thật chặt vào. Đấy, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn xong phần nẹp canvas. Ở góc đây chỉ có cần lưu ý một điểm là ở góc là 3 mũi đơn chung chân. Rồi sau đó các bạn chuẩn bị cho mình một cặp đê. Chúng ta gắn đê vào vị trí ở bên hông trước khi tiến hành may lót. Các bạn cứ gắn như vậy nhé. Rồi đây là phần đê sau khi mình đã khâu xong. Sau khi khâu xong mình sẽ chừa cái phần sợi dài ở hai bên phần đáy túi như thế này để chúng ta khâu đáy với lại phần thân. Sau khi khâu đê xong thì mình cũng tiến hành khâu lót. Cái phần đáy này sau khi các bạn khâu lót nẹp canvas xong thì sẽ có kích thước khoảng 53 cm. Rồi bây giờ mình sẽ khâu vào phần thân. Khâu vào phần thân thì đơn giản thôi. Bởi vì phần hoa văn ở phần thân á là nó đối xứng nhau, cho nên các bạn không cần quan tâm đến vị trí bắt đầu gì hết á. Chúng ta cứ khâu vào như vậy thôi.
Các bạn cứ khâu như vậy. Xong hết phần thân này thì chúng ta sẽ khâu luôn cả phần thân này ở phía trên nhé. Sau khi khâu xong mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn. Sau khi nẹp xong phần hông với phần thân thì mình sẽ được mẫu túi như thế này. Ở phía trong thì mình có móc thêm một tấm móc để làm ngăn. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc phần miệng túi nhé. Để móc phần miệng túi, các bạn sẽ dùng thước dây để đo phần miệng túi ở đây. Coi thử nó bao nhiêu centi. Ở đây mình đo được khoảng 23 cm. Thì mình sẽ móc một tấm móc. Đây các bạn, có chiều dài khoảng 23 cm và độ rộng của nó là 2 cm. Đây, tấm móc này mình móc 2 lần như thế này. Và sau đó mình sẽ chừa sợi để khâu vào. Cách móc cái phần này như sau. Để móc phần này mình sử dụng mũi nửa kép. Các bạn có thể móc theo độ dài của các bạn đo được nhé. Ở đây mình chỉ hướng dẫn cách móc thôi. Mình móc 47 mũi kép cho nên mình lên 49 xích. Ở đây giả sử mình móc 7 kép đi thì mình sẽ lên 9 xích. Sau đó các bạn lấy sợi vào kim. Bỏ qua 2 xích cuối cùng, đâm kim vào xích thứ 7. Kéo sợi qua 3 lần. Chúng ta được một mũi nửa kép. Các bạn lặp lại như vậy đến khi hết hàng. Sau khi móc xong hàng thì các bạn sẽ lấy cho mình sợi cước. Đây, sợi cước như thế này. Các bạn lên 2 xích. Quay lại. Lúc này ở hàng này chúng ta sẽ chèn cước vào. Các bạn đâm kim vào mũi kép đầu tiên. Và tiếp tục móc đủ 7 kép. Sau đó lên một xích để gút cái phần sợi lại. Và các bạn cắt phần cước ở đây và phần sợi thì các bạn sẽ được hai phần nẹp bên hông ở miệng túi như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một khóa kéo. Các bạn sẽ đặt cái phần này vô trong phần khóa kéo như thế này. Và các bạn sử dụng kim chỉ cùng màu với sợi để khâu. Ở trên cái khóa kéo sẽ có cái đường gờ này các bạn. Các bạn may theo cái đường gờ này. Đấy, các bạn cứ may như vậy cho đến khi may xong hai bên khóa kéo như thế này nhé.
Đây là phần khóa kéo sau khi mình đã may xong. Ở đây cuộn dây cước của mình á là nó cuộn tròn như thế này, cho nên là nó đã có độ cong. Sau khi mình khâu xong thì cái dây kéo này nó tự động cong như thế này luôn. Tiếp theo mình sẽ khâu cái phần dây kéo vào trong cái phần thân túi. Phần này cũng đơn giản thôi. Chúng ta cứ đặt lên phần thân túi như thế này. Và khâu vào. Đây là phần khóa kéo sau khi mình đã ráp xong. Rồi tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc phần quai túi. Các bạn có thể sử dụng quai xích hoặc là móc phần quai như thế này. Để móc phần quai, các bạn chuẩn bị một cặp càng cua. Càng cua này thì có kích thước 3 cm nhé các bạn. Các bạn sẽ móc phần quai này như sau. Chúng ta bắt đầu bằng một mũi xích lên như thế này. Sau đó các bạn móc vào đây 6 mũi đơn cho mình. Sau đó các bạn lên một xích, quay lại, bỏ qua xích vừa lên và móc vào chân mũi đơn, một mũi đơn. Các bạn lặp lại hàng này 6 mũi đơn. Lên một xích, lên hàng số 3 cũng 6 mũi đơn. Lên một xích, lên hàng số 4 6 mũi đơn. Sau đó ở đây các bạn sẽ lên một dây xích cho mình. Dây xích này các bạn muốn cây xích có độ dài bao nhiêu thì các bạn lên chừng lấy xích nhé. Ở cái phần dây này thì mình lên 214 xích. Sau khi lên 214 xích á, thì mình bỏ qua hai xích, đâm kim vào xích thứ ba. Và mình móc 212 mũi nữa kép như thế này.
Bạn quay cái tấm móc này lại. Chúng ta sẽ móc vào chân thứ hai một mũi trượt. Đây, các bạn được 1 giây. Các bạn tiếp tục lên số xích tương ứng với giây đầu tiên. Ở đây mình có 3, 6, 7, 7 mũi là lên 9 xích. 3, 6, 9. Rồi, mình lại móc mũi nửa kép vào xích thứ 3 tính từ kim. Sau đó các bạn lại bỏ qua chân này, móc vào chân thứ tư một mũi trượt. Rồi sau đó các bạn lại lên 9 xích. Và các bạn tiếp tục móc mũi nửa kép. Và móc mũi trượt vào mũi đơn cuối cùng. Các bạn sẽ cắt phần sợi này và chúng ta giấu sợi vô tấm móc ở đây. Lúc này các bạn sẽ được 3 giây như thế này và chúng ta sẽ đan giống như tết tóc các bạn như thế này. Khi các bạn móc sợi dây dài và các bạn đan á, thì các bạn sẽ được phần dây như thế này. Đây, đến phần đuôi. Các bạn sẽ chèn sợi vào. Cứ mỗi dây này thì các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi đơn. Đấy, như vậy chúng ta đã có 6 mũi đơn tương tự như phần bên này. Các bạn lên một xích. Quay lại chúng ta móc 6 mũi đơn. Đây, mình đã móc xong hàng số 3. Bây giờ lên hàng số 4, mình sẽ lấy cái càng cua còn lại và móc vào đây. Sau khi móc xong 6 mũi thì mình sẽ tiến hành cắt sợi và giấu với phần sợi này.
Như vậy mình đã hướng dẫn xong cách móc phần quai cho mẫu túi này. Cũng như hướng dẫn xong một mẫu túi tròn với kích thước 24 cm. Rồi hy vọng là các bạn sẽ hoàn thành được mẫu túi này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nhé.